Bộ Y tế phân bổ 2 triệu liều vaccine Moderna tới 53 tỉnh, thành phố. Bộ Y tế vừa có quyết định số 3400 về việc phân bổ hơn 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Spikevac đợt 11. Số vaccine này được phân bổ tới 53 tỉnh, thành phố, lực lượng công an, quân đội và 20 bệnh viện, viện trực thuộc Bộ Y tế. Tại khu vực miền Bắc, 870.240 liều vaccine này được phân bổ cho 28 tỉnh, thành phố. Trong số đó, Hà Nội được phân bổ số lượng vaccine nhiều nhất với 120.960 liều, Tiếp đến là Hải Dương được phân bổ 43.680 liều, Quảng Ninh 42.000 liều, ba tỉnh thành phố Hải Phòng, Bắc Giang và Bắc Ninh mỗi địa phương được 40.320 liều, các địa phương còn lại được tiếp nhận từ 7.000 đến 30.000 liều. 10 tỉnh thành phố miền Trung bao gồm Ninh Thuận, Quảng Trị, Quảng Bình, Phú Yên, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Bình Định và Quảng Nam được phân bổ 309.120 liều. 4 tỉnh Tây Nguyên bao gồm Con Tum, Đắk Nông, Gia Lai và Đắk Lắk được phân phân bổ 80.640 liều. 10 tỉnh thành phố miền Nam được phân bổ 505.680 liều, trong đó thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ nhiều nhất với 235.200 liều. Tiếp đến là hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương, mỗi tỉnh 65.520 liều, tỉnh Long An 31.920 liều. Cũng tại quyết định này, Bộ Y tế phân bổ cho lực lượng quân đội 42.000 liều, lực lượng công an 33.600 liều. Ngoài ra 20 bệnh viện, viện, trường đại học cũng được phân bổ 158.760 liều. Trong đó bệnh viện Bạch Mai được phân bổ 15.120 liều, bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện Phổi Trung ương, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện E mỗi nơi được 13.440 liều, bệnh viện Hữu Nghị 6.720 liều, viện vệ sinh dịch tễ Trung ương 8.400 liều. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch để đảm bảo mỗi đối tượng tiêm chủng được tiêm đủ hai mũi vắc này. Vắc được bảo quản ở nhiệt độ 2 đến 8 độ C thì phải sử dụng hết trong vòng tối đa 31 ngày. Các đơn vị được phân bổ cần phối hợp chặt chẽ với dự án tiêm chủng rộng quốc gia, dự án tiêm chủng mở rộng khu vực để lập kế hoạch tiếp nhận vaccine và triển khai tiêm chủng kịp thời, bảo đảm sử dụng hết số vaccine được nhận. 2 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ viện trợ cho Việt Nam qua chương trình COVAX Facility.